các bạn phải chờ đợi thêm nữa, chúng ta sẽ có một buổi giao lưu nho nhỏ với tất cả các tuyển thủ Việt Nam có mặt trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin phép được mời lên sân khấu bốn tuyển thủ Phan Văn Đức, Vũ Văn Thành, Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải. Xin mời các bạn. Xin các bạn khán giả dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng bốn khách mời vô cùng đặc biệt ạ. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đến với buổi lễ sinh nhật 1 tuổi của FIFA 4 Việt Nam. Còn ngoài ra, đây cũng sẽ là kỷ niệm, đó là việc chúng ta sẽ có thêm 5 cầu thủ góp mặt trong đó là tự hào Việt Nam vươn tầm thế giới. Xin mời tất cả các bạn, mời các bạn anh ngồi xuống đây ạ. Em là Nguyễn Văn Toàn, được câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thì ngày hôm nay em đang rất là vui khi được tham gia sự kiện FIFA Online 4. Thì em hy vọng là hôm nay mọi người sẽ có một buổi giao lưu vui và có những kỷ niệm đẹp nhất. Một tràng pháo tay cho Văn Toàn ạ. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình tên là Quế Ngọc Hải. Mình đang thi đấu cho câu lạc bộ Viettel và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ngày hôm nay thì Hải rất là vui và vinh dự khi được đến tham gia là tiệc sinh nhật FIFA Online 4 tròn 1 tuổi và cũng được giao lưu với tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Em xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu là em là Vũ Văn Thanh, hiện tại đang thi đấu tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và cũng như là thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Thì ngày hôm nay thì em rất là vinh dự, cũng rất là vui khi mà khi có mặt để tham gia sự kiện tại FIFA Online 4. Lời đầu tiên thì cho Đức xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người có mặt tại đây ạ. Mình tên là Phan Văn Đức, hiện tại đang đá cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Và thật sự hôm nay thì em cũng rất vui và tự hào khi có mặt tại sự kiện FIFA Online 4. Và cùng vui hơn nữa là được giao lưu cùng tất cả mọi người ở đấy. Tôi thấy như là Văn Toàn là mới làm một cái vlog, là không biết là bạn có biết cái chương trình đấy của Văn Toàn không nhỉ? Em cũng nghe vlog đấy rồi và thật sự thì Văn Toàn cũng chuẩn bị ra vlog thứ hai đấy. Tên cái channel đấy là gì nhỉ bạn nhỉ? Tên kênh là em cũng không chịu rõ cái đấy thì mời anh hỏi Văn Toàn luôn anh. Thì Toàn có thể giới thiệu đôi chút về cái vlog của mình dành cho các bạn khán giả được không? Từ đầu em làm vlog ấy thì em chỉ làm cho vui thôi. Em làm tham quan nhà sân trường ấy thì em muốn làm về sân trường khi có một người đang thi đấu nước ngoài tiện mình đang tham quan thôi. Thì em cũng không có ý định của dân thân làm vlog nhiều và đấy em nghĩ là vlog đó là vlog đầu tiên và có thể vlog hôm nay em tham gia ngày hôm nay sẽ là vlog thứ hai và cuối cùng em sẽ quay video. Vậy là ngày hôm nay các bạn ở dưới khán giả nhớ chú ý nhá, chúng ta sẽ đón xem tập 2 của vlog Văn Toàn. Thì một cái kênh tôi nghĩ là phải có một cái tên, thì không biết là các bạn đồng đội thì có nghĩ cái tên nào hay dành cho Văn Toàn hay không? Ông tạo vlog. Cái gì ạ? Ông Toàn vlog ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi một tràng pháo tay dành cho các tuyển thủ chúng ta. Ông tạo. Tôi rất muốn hỏi về Văn Toàn, thì không biết là bạn đánh giá sao về chính cầu thủ Văn Toàn ở trong FIFA Online 4 Việt Nam? Theo bạn là chỉ số như vậy đã ưng ý hay chưa? Xin mời Văn Toàn. Em nghĩ là cầu thủ em trong game thì có vẻ đẹp hơn, cái tóc tai cái thứ đẹp hơn ngoài đời. Và chỉ số thì em cũng lên mạng em xem nhiều và chỉ số là so với những cầu thủ thế giới em nghĩ là có khi là hơn. Nên em cảm thấy là hơi quá tay. Hơi quá tay đúng không? Nên đôi khi có những bức ảnh với bản thân mình so sánh với một danh thủ nước ngoài ấy, ví dụ như là Ronaldo, Eden Hazard các thứ thì em thấy em chỉ số còn cao hơn nhá. Em nghĩ là em thấy là chắc là người Việt Nam mình chắc muốn bớt cầu thủ Việt Nam mình để muốn đưa cầu thủ Việt Nam ra tầm thế giới, thì em nghĩ đây cũng là một niềm khích lệ của FIFA Online 4 dành cho chúng em để chúng em phấn đấu lên sau này. Em đó cũng hy vọng là mọi người sẽ có những thời gian chơi vui vẻ trong từng nhân vật của mỗi đứa em. Và có lẽ là một câu hỏi vui thôi, tức là hiện tại bạn thấy chỉ số của bạn hơi quá cao trong game, vậy bạn muốn chỉ số mình khoảng tầm bao nhiêu là vừa?
Thì em nghĩ là em có xem chỉ số của mình rồi và em thấy chỉ số tốc độ của em quá lớn. Nếu mà chỉ số tốc độ ở ngoài đời như vậy, em nghĩ em không phải chạy, mới là em bay rồi, không phải là chạy rồi. Em hy vọng là sẽ giảm một vài chỉ số xuống để phù hợp với game hơn, để cân bằng game hơn. Để cân bằng game hơn rồi tôi sẽ gọi là ghi nhớ lại cái này. Có lẽ là giảm một chỉ số thôi, chạy cho nó chậm một chút đúng không? Vâng, rất tuyệt vời. Vậy còn Ngọc Hải thì sao? Bạn nghĩ sao về hình tượng của Quế Ngọc Hải ở trong FIFA Live 4? Em thấy ở trong FIFA Live 4 thì em thấy đầu tiên là em thấy ở trong em hơi đẹp quá so với ở ngoài. Thứ hai là chỉ số cũng như Toàn nói cũng hơi cao cao thật. Và em thấy hình như thiếu mấy cái chỉ số tấn công của em ấy. Mỗi chỉ số phòng ngự thôi anh ạ. À, chỉ số tấn công hơi thấp à? Chỉ số tấn công là không rồi. Không có. Tôi nhớ là Quế Ngọc Hải rất thích một cái chỉ số của mình, đó chỉ số soạt thì phải rất là cao. Thấy từ nãy đến giờ là đi đâu cũng khoe là anh soạt giỏi lắm. Ô, vậy còn Văn Thâm thì sao? Bạn nghĩ thế nào về nhân vật của mình trong FIFA Online 4? Em thấy hình tượng trong game thì cũng rất là đẹp, nhưng mà rất là giống với ở bên ngoài. Thì em nghĩ chỉ số trong game thì trong đấy em nghĩ cũng chỉ số cũng cũng hơi cao một tí. Thì em nghĩ là đây là người cân bằng cái chỉ số lại để cho dễ chơi hơn. Đã có rất là nhiều đồng đội của mình đã có mặt trong FIFA Live 4 rồi. Vậy thì Văn Thanh có muốn đặc biệt thêm ai vào nữa không? Đấy. Tại em nghĩ thế này đủ. Vâng, như Văn Thanh chia sẻ thì tầm khoảng độ 8 cầu thủ là đủ rồi, không cần phải thêm ai nữa. Thì không biết với cái ý kiến như này thì Văn Đức có đồng tình không nhỉ? Bạn có muốn thêm ai vào trong FIFA Live 4 Việt Nam hay không? Đối với em thì được vào trong game là một niềm vinh dự và em cũng hy vọng Việt Nam mình đi vào được càng nhiều thì càng tốt ạ. Và em hy vọng thì cho vào đủ cả đội tuyển Việt Nam nữa đấy. Đủ đội tuyển Việt Nam, vâng, rất tuyệt vời. Đấy cũng chính là mong muốn không phải chỉ riêng của Văn Đức cũng như các tuyển thủ Việt Nam mà còn là mong muốn của tất cả các bạn khán giả có mặt ở đây cũng như các bạn khán giả đang ở nhà và có thể là sẽ theo dõi cái buổi live stream này của chúng ta nếu sau đó mà thôi. Còn về Văn Đức in game thì sao? Bạn nghĩ thế nào? Thì em trong game thì em cùng như Văn Toàn, anh Hải và Thánh thì chỉ số cũng khá là cao và còn về hình ảnh thì khá là đẹp mắt và cũng khá là rộng ngoài đấy. Vâng, rất tuyệt vời. Và có lẽ bây giờ tôi sẽ hỏi một chút về Quế Ngọc Hải đi. Bạn có suy nghĩ gì khi thấy tuyển thủ Việt Nam có dịp đối đầu các câu lạc bộ cũng như là các danh thủ trên thế giới ở trong game FIFA Live 4? Thực sự thì việc được thi đấu dù chỉ ở trong game thôi thì cũng là một cái điều mà chúng em rất là háo hức và nói thật là cũng rất là tự hào, bởi vì thực ra là những cầu thủ trên thế giới đang thi đấu ở các câu lạc bộ lớn thì đều là những thần tượng của chúng em, và việc được sát cánh cùng tất cả các cầu thủ ở trong game thì dù sao cũng là một niềm tự hào rất lớn, và chúng em rất là mong muốn là mình có thể học hỏi được điều gì đó, dù là ở trong game thì hay là ở ngoài thì mình cũng cần phải học hỏi để có thể tiến bộ hơn. Vì dù sao thì mục tiêu của đội tuyển Việt Nam thì sắp tới cũng là những mục tiêu rất là lớn, và chúng em cần phải cố gắng rèn luyện bản thân nhiều hơn nữa và tập luyện tốt hơn nữa để có thể thi đấu tốt, để không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Một tràng pháo tay dành cho câu trả lời của Quế Ngọc Hải. Đấy cũng là điều mà thật sự là các bạn khán giả cũng rất mong muốn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta sẽ được tham dự World Cup chẳng hạn. Đấy là một ước mơ mà tôi nghĩ nó đang rất gần với cái lứa này của đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta. Vâng, và mình nghe xin phép hỏi Văn Toàn, đó là Văn Toàn là một người chơi FIFA 4 khá là nhiều. Vậy thì anh cảm thấy như thế nào khi càng ngày càng có nhiều vận động viên Việt Nam có mặt trong FIFA 4? Thì em nghĩ không phải chỉ cá nhân em hay là những người chơi ở đây đều mong muốn ở FIFA Online 4 có một giải đấu dành cho tất cả các cầu thủ Việt Nam được thi đấu, và mọi người cũng đều thích thú khi mà được cầm những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hay là những một cầu thủ câu lạc bộ khác
được thi đấu và được làm huấn luyện viên của họ, thì đó cũng là không chỉ có em và toàn người, đó là niềm vinh hạnh. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Và cuối cùng Minh Nghi muốn hỏi là các bạn suy nghĩ như thế nào, cảm thấy như thế nào về chiếc áo mà mình mặc trong in-game FIFA 24? Vâng, xin mời đội trưởng Quý Ngọc Hải trước ạ. Vâng, chiếc áo mà chúng em mặc ở trong FIFA 24 thì thực sự là một chiếc áo rất là đẹp, có đường nét và thêu và có hình lá cờ của đội tuyển Việt Nam. Đó là, và rất là nhiều cái chi tiết rất là đẹp, mọi người có thể xem và có thể đã được xem chiếc áo rồi, và em thấy một chiếc áo rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Và nhân đây thì Minh Nghi cũng xin phép được mời nhờ các anh ký tặng 4 chiếc áo để chúng tôi sẽ dùng đó để làm quà trong phần bốc thăm trúng thưởng ở cuối chương trình ạ. Vâng ạ, xin mời cho chúng tôi 4 chiếc áo đấy. Và một tràng pháo tay dành các tuyển thủ của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục tiếp theo. Bây giờ thì chúng ta đã nhắc nhiều về ngoài đời cũng như là trong in-game của các tuyển thủ Việt Nam chúng ta rồi. Bây giờ tôi sẽ đếm 1, 2, 3. Và sau đó 4 tuyển thủ của chúng ta sẽ chỉ tay vào người mà theo các bạn nghĩ là sẽ thi đấu FIFA 24 tốt nhất trong 4 người thôi. Được chưa? Chỉ hết rồi. Cứ suy nghĩ đi nhá. Chuẩn bị này. Các bạn khán giả ở dưới sẵn sàng chưa? Hãy đếm cùng tôi nhá. 1, 2, 3. Vâng, như vậy là Văn Thanh ạ. Văn Thanh sẽ là người mà theo Văn Đức, Ngọc Hải cũng như Văn Toàn thì Văn Thanh sẽ là người thi đấu FIFA 24 tốt nhất. Nhưng chắc chắn là khi thi đấu chúng ta không thể nào mà chỉ có được một đội trưởng đúng không ạ? Tôi vẫn cần 3 anh chàng còn lại phải chỉ cho tôi thêm một đội trưởng nữa. Nào, bây giờ có cần quản tú tì không hay là chỉ luôn ạ? Chỉ luôn ạ, vâng, ai ạ? À, Đức ạ. À, vâng ạ. Như vậy tôi đã có 2 đội trưởng. Đó sẽ là Văn Thanh cùng với Văn Đức. Chúng ta sẽ chuẩn bị có một màn thi đấu 3v3 vô cùng náo nhiệt tại ngay sân khấu ngày hôm nay ạ. Anh Lê Khôi ơi, nếu như mà mình đánh 3v3 thì hình như là thiếu 2 người đúng không? À vâng ạ, nếu như thiếu 2 người thì tôi rất mong muốn ở dưới này ạ. Để tôi xem, không, tôi phải tìm người nào mà có thể gánh được như anh chàng này cơ. Tôi xin phép là mời... anh Độ, Độ Misi. Độ Misi. Không trốn được đâu anh ơi, lên đây, không trốn được. Và có lẽ thêm một người nữa đi. Vút qua Quang, tay to. Mời Vút qua Quang lên đây ạ. Vâng, xin mời anh Độ Vút qua Quang ạ. Xin mời các bạn tuyển thủ hãy đứng lên đây ạ. Đây, xin mời lên đây. Rồi, vâng, trước hết là xin phép mời anh giới thiệu bản thân trước ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình xin tự giới thiệu mình là Độ Misi. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian trong ngày chủ nhật này để qua với FIFA Live 4. Còn Vũ Cát Quang, nói gì về mình đi em? Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Cát Quang và hy vọng sau khi tham dự sự kiện sinh nhật này thì mọi người sẽ may mắn hơn ở trên đấu trường máy tính của mình á. Sẽ thật may mắn khi đập thẻ, mở thẻ nữa. Vâng, xin cảm ơn anh Độ cũng như là Vũ Cát Quang. Và bây giờ tôi xin phép được mời 2 đội trưởng ạ. Mời 2 đội trưởng đứng lên phía trước. Hai đội trưởng Văn Thanh và Văn Đức bầu chọn rồi, đứng lên đây. Đứng cao lên. Rồi, đứng lên đây. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia đội. Thì mời anh Lê Khôi đếm 1, 2, 3. Thì các anh đứng ở phía sau này mình sẽ chạy nhanh vào một đội nào đó. Nếu như dư người thì vẫn thù xì nha. Ok, nào mời 2 đội trưởng nhìn phía dưới khán giả đấy ạ. Nhìn phía dưới ạ. Rồi, bây giờ tôi hô 1, 2, 3. 4 anh chàng đằng sau sẽ chia làm 2 đội. 2 người sẽ sang đội của Văn Thanh và 2 người vào đội Văn Đức nhá. Các bạn ở dưới sẵn sàng nhá. 1, 2, 3. Như này là chia đội. Ủa, đội bên này trông lực lượng quá nhỉ. Đội bên kia thì thiên về tốc độ. Rồi bây giờ thì có lẽ là chúng ta phỏng vấn nhanh ạ. Không biết là Văn Thanh nghĩ thế nào về 2 đồng đội của mình là Vút Cát Quang cùng với Quý Ngọc Hải. Em nghĩ đội hình của em ngày hôm nay rất là mạnh. Rất mạnh luôn, mặc dù là chưa đá cũng biết là mạnh luôn. Chắc chắn là tin tay vào anh đội trưởng Ngọc Hải rồi gánh team đúng không?
Không biết là Vũ Cao Quang thì nghĩ thế nào khi có được hai tuyển thủ trong cùng team với mình? Chắc chắn em soạn rất nhiều rồi. Vâng, xin mời Minh Nghi, Minh Nghi phỏng vấn đội bên kia để xem đội bên kia để suy nghĩ như nào. Bên đây chúng ta có đội VC, Văn Đức và Văn Toàn, và mình có Văn Đức là đội trưởng, thì Đức nghĩ như thế nào về thực lực của đội mình? Theo em nghĩ thì đội em với Văn Toàn chạy khá là nhanh nhưng là đã tốt trong còn anh đội VC thì sao, mình nhắm mình gánh nổi hai anh đi này không? Không gánh thì chắc chắn là mình không gánh được rồi, nhưng mà mình được đá bóng với cả Đức ở ngoài rồi. Và mình rất là tự tin khi mà có Đức trong team. Các bạn cứ yên tâm, các bạn cứ chờ đấy. Mình chỉ sợ bây giờ của Quế Hải thôi. Vâng, rất tuyệt vời. Và đây chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đó là ba dàn máy, cùng với đó là những nick mà có full các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, cũng như là sẽ bổ sung thêm một vài những cầu thủ nữa để cho nó tròn 11 cầu thủ. Và bây giờ để bắt đầu cho cuộc đối đầu này, tôi xin phép được mời lên đây hai bình luận viên đã rất quen thuộc với chúng ta. Bình luận viên Luận BK và Tuyển Văn Hóa. Vâng, và có lẽ bây giờ tôi xin phép được mời hai đội hãy bước về vị trí thi đấu và xin phép được nhường cái sân khấu này cho hai bình luận viên của chúng ta. Và xin cảm ơn phần giới thiệu rất tuyệt vời đến từ MC Lê Khôi. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu mà có 1-0-2 vô tiền khoáng hậu, khi mà những streamer nổi tiếng kết hợp với lại những cầu thủ Việt Nam, họ sẽ cầm chính mình trong game để có thể điều khiển và đọ tài với nhau. Anh nghĩ sao về trận đấu này? Đây sẽ là trận đấu siêu kinh điển trong buổi chiều ngày hôm nay và có thể sẽ ghi dấu lịch sử của FIFA 24. Một tràng vỗ tay thật lớn cho trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Không khí thế này mà không soạc thì hơi phí đúng không? Tôi hy vọng rằng là cả hai bên thể hiện rõ tất cả những cái bản năng của mình. Ở bên phía team của Văn Đức là những cầu thủ tấn công. Văn Đức và Văn Toàn đều là những cơn lốc đường biên. Còn anh đội Missy thì chạy bo chúng ta đều biết rồi, rất đỉnh cao. Trong khi đó đội của Quế Âu Hải, Văn Thanh và Quang Vodka, đội thiên về phòng ngự với kỹ năng xoạc cũng thuộc top của thế giới rồi. Và chúng ta cùng hy vọng ngày hôm nay sẽ là một trận đấu hay và mãn nhãn. Riêng xét về mặt gọi là thể hình của cả hai bên, tôi đã thấy sự đối nghịch rất lớn ở bên tay trái chúng ta với những cầu thủ nhỏ, nhanh, khéo. Trong khi đó bên này là những người thật sự là rất lực lưỡng và trầu bò. Vậy tôi hy vọng rằng là hai bên có thể thể hiện luôn đó là cái sự đối nghịch trong từng cái lối chơi. Đây rồi. Ui! Cái màu kìa, cái màu kìa. Rồi. Bắt ta đến đã. Nhưng mà đây trong game này thì tuyển thủ bên nào nhỉ? Có phải bên tay trái là bên tay trái của chúng ta hay không nhỉ? Anh đội em cho Văn Toàn ra được không? Vâng, Quế Ngọc Hải đang yêu cầu là cho Văn Toàn ra khỏi đội của Quế Ngọc Hải. Hai người. Không, tí nữa thì cứ cùng dùng Văn Toàn để xoạc bên kia. Nước sơ trường đấy rồi. Okay. Rồi hai đội đó. Vâng. Bên Văn Toàn áo đỏ. Chiến rồi, vỗ tay các bạn ơi. Áo trắng, team áo trắng chính là team của gọi là Hải Thanh Vodka. Em biết rồi. Đây rồi, rất bình tĩnh. Xuân Trường. Vâng, Lương Xuân Trường. Ủi đồng chế nhở. Em đấy. Phản tấn công rất nguy hiểm. Đây là Cầu Phương. Đường truyền vâng, đây Roberto Carlos luôn các bạn ạ. Vâng. Carlos với Văn Thanh hai cánh thì đúng là mắc ba lê rồi. Hai ông đùi rất to. Cơ hội. Văn Toàn. Vâng, chưa dứt điểm ngay. Vâng. Ông nào cầm Văn Toàn của đấy nhỉ? Quý Hải. Cú dứt điểm của Quang Hải. Quý Hải cầm Quang Hải có hay. Ok. Những pha tấn công đầu tiên tôi không ngờ rằng là team của những hậu vệ là những người tấn công tốt hơn và là có trình độ hay hơn. Câu trả lời đến từ team của Văn Toàn. Toàn Đức Độ. Toàn Đức Độ tên cũng hay đấy. Vâng, tên team rất hay, pha vào Đức. Rất khéo, vâng. Đang thử chân. Ê, cái quả này chắc chắn tôi ghi là độ MC. Rồi, độ lỗi ta game, không lỗi game, quả này lỗi game. Độ ta không độ MC. Rồi. Vừa rồi pha vào Đức đã truyền cho trọng tài va. Đây là pha vào Đức của team Hải Thanh. Vâng. Vâng, soạt rồi. Không biết có phải Quế Hải không? Vũ Văn Thanh. Đang tấn công nhưng vẫn không quên soạt. Ở đây là Công Phượng. Chọc khe kìa. Vâng, vừa rồi là đường phát động tấn công của Quế Hải cho Quang Hải. Tuy nhiên bóng đã ở phần của cầu thủ áo đỏ rồi. Vâng, xin đó. Sao có vẻ như là hai bên có vẻ như thích va chạm nhau khu vực giữa sân quá.
lực lên nào. Bên tấn công phải sáng tạo hơn, kỹ năng tấn công tốt hơn, chọc khe thoải mái hơn. Bên cánh là Phan Văn Đức, tốc độ cực tốt của Đức, tắt cánh, không vượt qua được Đặng Văn Lâm. Có lẽ bây giờ Đặng Văn Lâm đang hắt xì hơi rồi. Paolo Manini, người Hải mà đá với Manini thì tuyệt vời. Manini thánh soạt cơ mà. Ơ kia làm gì đấy? Trong tình huống vừa rồi đang cầm bóng nhưng vẫn có tí gãy mông. Cặp trung vệ trong mơ có lẽ là Quế Ngọc Hải và Sergio Ramos. Chân bên kia có biết thế nào đây, chọc khe tốt. Cờ việt vị rồi, việt vị bao giờ. Hai bên đã ăn miếng trả miếng. Phút thứ 29 và tỷ số vẫn đang là 2-0 chưa đều cho mỗi đội. Công Phượng, Văn Thanh, Văn Thanh lên khá cao. Được chuyền của Văn Thanh dành cho Phan Văn Đức. Bên trong là Văn Toàn, tấm luôn, không được rồi. Bên kia tôi không thấy xoạc lắm, có vẻ hơi run. Hay là lúc tấn công mới xoạc nhỉ? Ai xử lý Văn Toàn mà hay thế này đây? Wow! Xoạc rồi, xoạc rồi, xoạc rồi. Đúng rồi, Quế Ngọc Hải xoạc chuẩn quá đi mất rồi. Nhưng trước đó là một pha gọi là thần tốc của Văn Toàn. Mới chia thẻ vàng, đánh nhau luôn em ơi. Ở trong game không đánh được nhau thì có thể ở ra giữa sân khấu. Hãy cùng nhìn lại pha xoạc này. Thôi xong rồi, vừa xoạc ông còn túm quần đối phương. Pha cãi vã và nhìn thấy hình ảnh của một cái mái tóc xù xì đó. Tuyệt vời. Tình huống đá phạt cố định dành cho team Hải Thanh. Vodka Quang có vẻ như đang tạ nhất đội phải. Lương Xuân Trường luôn, anh đã giành giải bàn thắng đẹp nhất tháng tại Thái Lịch ở một cú ly đá phạt tương tự như Quang Hải sang người đá. Nguyễn Quang Hải, vâng. Đấy đã xa thế. Cầu thủ ở Việt Nam có thể làm thơ bằng chân. Quang Hải, cầu! Rất nguy hiểm. Một pha vẽ đường cong như là mông của siêu mẫu. Đây có thể sẽ là đề thi toán năm nay, đề thi đại học. Đồ thị hàm số. Với Văn Lâm trong khung gỗ, chúng ta quá tin tưởng và rất an tâm. Pha phạt góc dành cho team của Hải Thanh Quế. Sidop, Sidop có thể xây cộng 5 nhỉ. Trong tình huống rồi thì Văn Toàn trắng quá, Sidop nhìn không ra. Văn Thanh, Quang Hải, ấy ấy xoạc kìa. Chắc chắn tôi đấy là pha của Quang Hải rồi. Chọc khe tiếp luôn. Nhưng pha bàn bật đúng của chất những tiền đạo Văn Đức và Văn Toàn. Đây là Quang Hải tạt tới chọc goal. Wow, đó là phạt Văn Đức. Vâng, một tràng vỗ tay cho tình huống vừa rồi. Tôi nghĩ rằng Văn Đức cầm chính mình, quả bay người đến đầu này. Ở ngoài đời không biết dám có trượt cỏ thế này không nhỉ. Rất căng và Văn Lâm rất tự tin. Hiện tại đây thủ môn đang chấm 10 điểm cả hai bên. Pha phạt góc hơi khó hiểu. Vẫn còn cơ hội dành cho team áo đỏ. Chỉ đó. Pha chuyền cho hậu vệ đối phương. Cắt lốt kìa. Rất nguy hiểm, phản công rồi. Theo trái Quang Hải chuyền quá sớm. Quá lộ rồi. Hơi sớm. Ồ, Văn Thành quá khỏe nhỉ. Đúng công nhận là khỏe toàn diện. Vũ Văn Thanh, đường truyền của Văn Thanh. Quá tuyệt vời tốt. Ui! Ui trời! Đó là siêu phẩm. Vâng, đó là Quang Hải và khả năng đó là pha xử lý của Vodka Quang. Vâng, một tình huống phải gọi là rất điểm tính của anh. Một pha gấp nóng của Blanco, sau đó là pha dứt điểm má ngoài chân trái nhìn này. Ui! Xứng đáng điểm 10. Vodka Quang đến với buổi online ngày hôm nay ăn khá nhiều, do vậy là kỹ năng gấp là khá tốt. 1-0 dành cho team Hải Thanh. Vodka. Ở những giây cuối cùng trận đấu đầu tiên, tỷ số được mở. Và đó là những gì phải nói rằng là quá tuyệt vời trận đấu đầu tiên. Một tràng pháo tay nữa dành cho các tuyển thủ chúng ta. Một không là kết quả của thi đấu đầu tiên và hiệp 2 cũng sẽ bắt đầu ngay và luôn. Không biết có sẽ có những sự thay đổi gì về thế trận hay là chiến thuật đây.
và ngay lập tức mất bóng rồi. Cầu Phượng, Phượng ơi, đỡ hoa đi Phượng ơi. Ôi. Nguyễn Cầu Phượng, vẫn là Cầu Phượng. Một trận đấu mà có vẻ như Cầu Phượng không thể được nhiều. Sau những tin đồn rằng là trận đấu với Thái Lan anh bị đá vào hạ bộ và anh bị cong Phượng rồi. Văn Toàn, tốc độ kìa, bên cánh. Một mình solo, đi, vẫn còn, không được, đây rồi, đây rồi, vâng ạ, vâng ạ, thẻ vàng, vâng, vừa rồi, ngoài thẻ vàng luôn, đúng rồi, vừa rồi thì Văn Toàn đã lừa hơn 90 triệu người dân Việt Nam, vẫn chưa có bàn thắng dành cho team của Văn Đức, Văn Toàn và Đô BC, Văn Đức độ, vẫn là Toàn, Đức đây rồi. Được chuyển xuống cho Văn Hải. Văn Lâm bay như chim. Chỉ đạo phòng thủ đó chính là Quang Hải của Văn Thanh. Một ông ôm cột, một ông ôm thủ môn. Được Xuân Trường. Không phải là anh Đức. Và phạt góc khá giống với bàn thắng vào lưới Thái Lan, nhưng đó không phải là anh Đức. Bạn đi ném biên kìa. Các lốt mở tốc, cánh này là Công Phượng, bên kia là Tú Quân. Lương Xuân Trường, phía trên là Công Phượng, được truyền dành cho Công Phượng và được truyền đến Paris luôn ạ. Pháp đây rồi, Việt Vị, Việt Vị mất rồi. Văn Thành đầu vàng rồi, đầu vàng là như là Văn Toàn luôn. Xì đóp liên tục mở cánh cho Công Phượng. Phượng có nở được không nào? Bên trong có người. Rồi! Và bàn ơi! Tuyệt vời! Đó là bàn thắng của Pháp Văn Đức và tỷ số là 1-0. Why? Vâng ạ. Đội Toàn Đức Độ đang gáy khá to. Sút quả này tôi mà sút được tôi cũng gáy. Tuyệt vời. Đường căng ngang đến từ cánh của Công Phượng. Ở bên này là Văn Đức. Một đường với một đường kẻ tóc giống như tôi luôn, tôi cũng có thể gáy được đấy. Số là 1-0, có khả năng chúng ta sẽ phải đến cả loạt penalty nữa. Hay. Việt Nam đang đã từng trong quá khứ là Việt Nam rất nổi tiếng với những pha penalty với rất nhiều những đội bóng nổi tiếng. Chính xác, và Vũ Văn Thanh trong một loạt penalty đã có một dáng đứng rất tự hào mang tên UEFA châu Á. Còn đây là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Được cảm giác học sinh siêu mỏng cánh quá nhỉ. Càng ngày càng nghi ngờ rồi đấy. Phút 69 rồi các bạn ạ. Đường truyền của Xuân Trường, Văn Toàn. Vâng, rất khéo luôn. Vẫn là Văn Toàn. Ui ôi. Vâng, ui, ôi đây là cụ Toàn rồi. Ôi, ui. Vâng, đường truyền của Dương Toàn dành cho Công Phượng. Bên trong. Đánh đâu. Và chỉ cản đến từ hậu vệ của bên Toàn Đức Độ. Hải Thanh Quang, phạt góc đánh đâu. Và hỗn loạn, có vẻ như sang hiệp thi đấu thứ hai thì team Hải Thành Quang đang hơi lép vế. Bên kia có biết ăn cái gì trong giữa hiệp nhỉ? Khả năng cao là bú đậu mắm tôm, đấy rồi. Paolo Bandini, vâng, Văn Toàn đã thoát xuống khá sâu. Florenzi Dock, Lương Xuân Trường. Ui, hay quá rồi, Paolo Bandini, bên trong là Văn Toàn. Văn Toàn, vâng ạ. Văn Toàn tiếp tục đóng vai trò là kẻ lừa đảo đáng yêu nhất hội trường ngày hôm nay. Tại sao Văn Toàn lại thích sâu kim một Văn Lâm nhỉ? Tôi mà vào Văn Lâm, Văn Lâm nhìn này tôi biết ngay là nào, Văn Toàn rất bị ghét. Quế Ngọc Hải. Phản ứng biến hơi tệ. Tấn công tốt, Lương Xuân Trường. Bên trong Văn Toàn đang chạy lùi về, ông sợ không đá đấy à? Lê Điềm ơi! Văn Toàn! Văn Toàn vẫn lừa. Văn Toàn vẫn tiếp tục lừa, cú dứt điểm ra tuận quận nhất luôn các bạn ạ. Gọi là Toàn lừa. Rất căng. Thời gian đã trôi rất nhanh về những phút cuối. Rất có thể chúng ta phải đến hiệp phụ và pen. Sẽ rất tuyệt vời nếu như có penalty. Tôi muốn xem là dáng đứng và những dáng ăn mừng của các cầu thủ chúng ta khi đá pen. Văn Toàn tốc độ. Văn Toàn cơn lốc đường biên xé gió nào. Vẫn lừa. Vâng ạ, Văn Toàn ăn mừng luôn ạ.
đã có một hợp đồng không có trên giấy tờ giữa Văn Toàn và Văn Lâm. Ông nào bấm quả này, Văn Lâm đây ông tát cho rơi cả răng. Đây là một tình huống gọi là xỉ nhục. Có lẽ đấy là một trong những tình huống lỗi đến từ gọi là kỹ thuật. Tôi hy vọng là bên kia có thể là trả lại bàn thắng đi. Trả cho nó gọi là nó chơi đẹp cơ mà. Fair play. Đây rồi, đôi giày. Goran Sidov. Phạm Văn Đức. Rất hợp lý. Ông Quế Ông Hải bỏ ra đi, tránh ra nào. Tránh ra, chuyền ra. Hai đều rồi. Giây cuối cùng hai đều. Quang Hải lại là Quang Hải, cú đúp của Quang Hải. Hai đều, tỷ số rất hợp lý. Quang Hải có vẻ như hai chân như một nhỉ. Lúc thì chân trái, lúc thì chân phải. Ghi hai bàn luôn. Ghi bàn thứ ba và chắc bằng chân khác rồi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị để đến với hiệp phụ. Vâng, 90 cộng 2 rồi. Chắc chắn phải đến hiệp phụ rồi. Văn Toàn. Vũ Văn Thanh. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc 90 phút chính thức với tỷ số 2 đều đến từ các tuyển thủ. Một trận đấu nghẹt thở. Và chúng ta chờ đợi hai hiệp phụ, và quan trọng nhất là nếu như có penalty sẽ rất hay. Các cầu thủ ở đây sẽ vừa đá trong game và ăn mừng ở ngoài đời luôn. Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu. Ở bên trái chúng ta với phần bảo vệ khung thành đến từ team Hải Thanh Quang. Bên kia là Toàn Đức Độ. Ui gấp kìa. Ông này gấp thì chắc lại vốt này. Lại vốt ca rồi. Đức Ca Quang chuyên gấp. Hết gấp thịt bây giờ chuyển sang gấp bóng. Gấp bóng. Hoàn toàn. Đường truyền dành cho Công Phượng. Vâng ạ. Bộ đôi rất quen thuộc trong các áo của đội tuyển Việt Nam. Công Phượng Văn Toàn. Có thể sang phạt góc. Uống hơi nhiều bia rồi. hơi choánh rồi. Có vẻ như uống vodka nhiều. Văn Lâm ngày xưa bên Nga mà. Vodka, chúng ta có vodka đây rồi. Đang say. Say chính Văn Lâm. Rất uy lực. Tôi không thể tin được rằng là một hình bóng bé như Quang Hải có thể tì đè được với một Mandini. Phạm Văn Đức. Cơ hội rất quyết liệt. Tại sao vẫn là Toàn lừa. Vũ Văn Thanh và Vũ Văn Thanh đang chạy chỗ không bóng rất thông minh. Anh cản trí thủ môn mình. Lương Sơn Trường. Tiếp tục là những pha hãm thành đến từ team Toàn Đức Độ. Chuyển bóng kinh điển. Không được. Có vẻ như các cầu thủ muốn đá penalty thì phải. Không biết là ban tổ chức có thể tua qua đoạn này không ạ? Và Công Phượng lắt léo, anh đang làm thơ. Đây rồi. Thì hai nhà thi sĩ, một ông là Văn Toàn, một ông là Công Phượng. Đâu một bên là Vlog, một bên là nhà thơ. À. Quang Hải. Hết hiệp phụ thứ nhất. Hiệp phụ thứ nhất đã qua rồi. 15 phút còn lại nữa. Nếu không bên nào ghi bàn thắng, chúng ta sẽ phải đến với màn đấu 11m. Những màn đấu kiếm của những đàn ông. Roberto Carlos. Đây là Paolo Vanini. Anh ấy nhìn xem cái cột thể lực của cả các cầu thủ đến phút này bắt đầu tụt rất nhiều. Nhưng Văn Thanh vẫn còn nửa cọc. Văn Thanh là châu bò. Chỉ số thể lực đang hơi cao. Carlos. Lương Xuân Trường. Quang Hải đã rất chắc cú. Có vẻ như hai bên đã đuối thể lực và muốn kéo vào để với pen rồi. Penalty rồi. Sidov. Cẩn thận bị câu giờ nhé. Đá sân nhà bị câu giờ là phạt đấy. Vũ Văn Thanh. Đường chuyền nguy hiểm. Bắt rất gọn gàng. Văn Lâm đúng là chân trái không anh? Văn Lâm là thuận chân trái nhưng trong game nhiều khả năng là thuận tất cả các chân. Vẫn là tình huống xử lý tốt của Đặng Văn Lâm. Không ném vào lưới nhá. Đừng ném vào lưới nữa. Đá ra ngoài. Vâng, không ném vào lưới thì anh đá ra ngoài. Rất tỉnh và đẹp trai. Và Văn Đức ném biên. Lên bóng cho Quang Hải. Đây là tình huống cuối cùng việt vị rồi. Văn Toàn. Vâng, Toàn hôm nay là những cú lừa và những pha việt vị.
chúng ta sẽ đến với 11m. Vâng, như vậy là sẽ phải có một loạt penalty để phân định thắng thua các bạn ơi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi hai bên sẽ chọn những cầu thủ nào đá phạt. Sắp xếp lên, sắp xếp lên. Bỏ hết mấy ông C-Dog các lốt xuống đi. Cho Việt Nam lên đá trước. Rõ ràng tầm này Việt Nam phải là vô đối rồi. Chúng ta cùng chờ đợi. Không biết là có ai chọn Văn Lâm đá phạt không đây. Chơi trội Văn Lâm đá thật đấy chứ. Những loạt penalty đã mang lại rất nhiều những cảm xúc nức lòng người hâm mộ từ rất nhiều những giải đấu của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng sống lại một phần những khoảnh khắc như vậy. Vũ Văn Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho dáng đứng của mình. Nhưng nếu đấy là với điều kiện đội anh thắng. Đúng, phải như vậy. Và phải Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải thực hiện quả đầu tiên. Đối mặt với Văn Lâm. Quế Ngọc Hải. Hai ghi bàn đây. Vâng, còn bên này là Quang Hải. Vâng, hai Hải. Quang Hải bên phía Quang Hải. Vâng. Ôi, Văn Lâm nhảy ở ấy rồi. Mina Hồng. Ôi. Vâng, rất bình tĩnh và vừa rồi người thực hiện là Văn Toàn. Còn bây giờ là Văn Toàn của đội Hải Thanh Quang. Nguyễn Văn Toàn. Rất nhẹ nhàng. Bây giờ Văn Toàn đến phía team của đây này, Toàn thẳng này. Dượng Toàn. Vâng, Cành Hồng ngày xưa đã uống vào rồi. Vậy. Vâng, xem vào tình hình như nào đây. Đây là ăn mừng vẩy rau đây. Đây rồi. Hay. Tình huống vừa rồi là độ Lâm và không độ Toàn. Còn bây giờ là Vũ Văn Thanh. Văn Thanh đang lầu vàng. Ăn mừng đi. Quan Văn Đức. Chỉ kìa. Vẫn tiếp tục vẩy rau. Quan Văn Đức và Đặng Văn Lâm. Rất chính xác. Mặc dù vậy tỷ số vẫn đang có lợi dành cho Đặng Văn Lâm đá. Ôi, hay rồi. Đối diện với cái bóng của chính mình. Đặng Văn Lâm. Lâm không thắng được chính mình rồi. Hai bên đang hòa nhau về số lượng dứt điểm. Công Phương. Vâng, là lấy bóng không lên rời rồi các bạn ơi. Ba đều. Căng đến cả ven. Phan Văn Đức. Công Phương. Vâng, bây giờ bàn thắng quyết định đây rồi. Lương Xuân Trường. Như vậy chiến thắng thuộc về team Toàn Đức Độ. Một trận đấu tuyệt vời, căng thẳng đến cả những bàn đấu 11m. Vâng. Xin cảm ơn hai bình luận viên Luận PK và Tuyền Văn Hóa. Những cái bắt tay và những cái ôm hôn thắm thiết đến từ cả hai đội tuyển. Vâng, thật sự đây, xin mời cả bốn tuyển thủ như hai anh chàng Độ Mi Sim và Vũ Quang đứng đây ạ. Tôi sẽ phỏng vấn nhanh một chút. Đứng chia đội đều nào, bên nào đội nào đấy? Ok, sang đây. Rồi, đứng sang đây. Thì chúng ta có lẽ là đầu tiên phải một tràng pháo tay dành cho đội tuyển chiến thắng trước ạ. Vâng, xuất sắc. Các bạn thấy trận đấu rồi có hấp dẫn không ạ? Và bây giờ tôi sẽ hỏi nhanh, thì đầu tiên là hỏi anh Độ Mi Sim trước đi. Khi mà được gia nhập cùng với cả hai tuyển thủ và thi đấu trong trận đấu vừa rồi thì cảm giác của anh như thế nào? Đầu tiên thì mình phải nói thật là cái hội trường nó hơi lạnh. Các bạn thấy lạnh không? Nó lạnh dã man ấy, nên là chân tay run, cả ba thằng đều bị run. Nhưng mà bọn mình vẫn hài lòng với kết quả. Và cũng nói thật với các bạn là nãy bọn mình chưa đá hết sức. Thì bây giờ đến lượt là Văn Toàn. Tôi sẽ hỏi thế, với là một cương vị là một tuyển thủ trong đội tuyển của mình, thì bạn thấy trận đấu rồi bạn có hài lòng hay không? Và theo bạn thì bên phía đội tuyển của Vodka Quang, Ngọc Hải với cả Văn Thanh thì ai là thành viên thi đấu tệ nhất? Thì trong trận vừa rồi thì điều em ưng ý nhất là thẻ vàng Quế Ngọc Hải. Thì điều thứ hai thì như anh Độ cũng nói là chúng em chỉ đá mới chỉ sơ sơ thôi ạ. Mà không ngờ đội yếu quá. Em không nghĩ là đội yếu như vậy nên mà ra bên kia là yếu đồng đều đúng không ạ? Yếu đồng đều. Rồi tôi sang bên này để tôi tìm hiểu xem bên này nghĩ thế nào. Nào Vodka Quang, bạn có muốn bào chữa gì về thất bại của mình hay không? Bên bọn em thì đã cố gắng hết sức rồi. Nói chung là thua thì bị gáy thôi anh ạ. Vậy còn đội trưởng Quế Ngọc Hải, tất cả các khán giả dưới đều nhìn thấy cái tình huống mà thẻ vàng như thế, thì không biết là tại sao bạn lại có một hành động như vậy ạ? Thẻ vàng nói là của bên Toàn soạc. À, bên Toàn soạc mình. Vâng, bởi vì lúc đầu Toàn đã bảo rồi soạc lúc nào em ra sân thôi. À, hóa ra là Toàn là cay mình trước đúng không? Vâng. Lúc đầu lúc đấy trong phòng make up thì tôi có hỏi là thế Ngọc Hải thì thi đấu như nào, thì bảo là anh ấy có được thay người không? Bảo là thay thoải mái. Thế vào là em cho Toàn nó nghỉ luôn. Rất may mắn là Toàn vẫn được thi đấu hết trận đấu đúng không? Vâng, rất tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho hai chim mơ như các tuyển thủ chúng ta.
Vâng, xin mời anh Đỗ Minh Si cũng như Vodka Quang trở vị trí của mình. Còn các bạn tuyển thủ, mời các bạn đứng ở đây. Chúng ta vừa trải qua, đó là một trận đấu hết sức hấp dẫn của FIFA Live 4 Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi của các bạn tuyển thủ với tất cả các bạn khán giả đang có mặt ở đây ạ. Tại thì mình cảm thấy rất là vui và cảm giác như đây không giống hội trường mà giống như kiểu sân vận động ấy, rất là sôi động.